mệt mỏi với lãi suất cao. Kính chào quý vị, mình là Lâm Hoàng Phượng, là chuyên viên môi giới bất động sản của công ty bất động sản BrokerScale Cherry Creek ở Denver, Colorado. Như thường lệ, Lâm Hoàng Phượng làm video để mà hướng dẫn quý vị mua nhà, bán nhà, nói về bất động sản. Thì hôm nay Lâm Hoàng Phượng sẽ hướng dẫn quý vị nào mua nhà lần đầu tiên có cách để mà giảm lãi suất không cần tốn bất kỳ chi phí nào. Cách đó rất là dễ dàng và rất là đơn giản, nói chung là đơn giản nha quý vị. Quý vị là người mua nhà lần đầu tiên thì Fannie Mae họ có offer, họ có chương trình để giúp quý vị, đại khái là hướng dẫn quý vị từ đầu đến cuối, bắt đầu trước khi mua nhà mình nên làm gì, và hướng dẫn quý vị cách bảo quản căn nhà, mua bảo hiểm cho căn nhà, cách bảo quản, điểm tín dụng tốt, vân vân và vân vân. Thì cái lớp học đó gọi là Fannie Mae Home View. Thì cái Fannie Mae Home View chỉ cần có 4 tiếng, học cái lớp đó 4 tiếng nha quý vị. Và chỉ dành riêng cho những quý vị nào mà mua nhà lần đầu tiên. Mà nếu quý vị có thể và có khó khăn về Anh ngữ thì quý vị nhờ người môi giới bất động sản của quý vị lấy lớp cùng với quý vị, có nghĩa là họ có thể thông dịch và giải thích hướng dẫn cho quý vị từng bước một rất là dễ dàng. Nếu mà quý vị nào mà lấy lớp học với lại người môi giới bất động sản của quý vị thì có lớp học đó có thể chỉ tốn có một tiếng đồng hồ thôi quý vị, giảm được chấm 25%. Thí dụ tiền lời là 7%, thì tiền lời sau khi quý vị lấy cái lớp học đó sẽ giảm chấm xuống thành 6.75% nha quý vị. Rất tốt và rất là safe. Quý vị nên tìm hiểu thêm và nói chuyện với người môi giới bất động sản của quý vị để mà lấy lớp học cho cái tiền lời nó giảm, không cần tốn bất kỳ một chi phí nào. Quý vị có thắc mắc và có câu hỏi như thường lệ, đừng ngần ngại, hãy liên lạc với Lâm Hoàng Phượng để Lâm Phượng hướng dẫn. Và cũng có thể Lâm Phượng cùng lấy lớp học với quý vị để cho quý vị dễ dàng pass cái lớp đó, để đậu cái lớp đó. Và có certificate, có bằng ngay lập tức.